Hello các bạn, mình là Tê và mình sẽ tiếp tục với... Bây giờ mình đang bớt gì, mình mệt quá. Đây là set của chị trên Kickstarter, tên là Sagittarius. Sagittarius theo mình biết là nhân mã là cung hoàng đạo của Jin. Đầu tháng 12, cuối tháng 11 là nhân mã Sagittarius. Nên mình biết đây là set slogan nhưng mà nó gồm rất là nhiều goods. Này là photo card. Chị trên Kickstarter chắc khá là nổi nhỉ. Chị này chụp hình mình thấy khá không phải là đẹp lắm, nhưng mà chị này giống như Honey Chun này gì đó. Giống như Honey Chun này là chị này rất là thân thiện, rất là chịu khó gọi là gì ta, tương tác á, tương tác trên mạng xã hội rất là nhiều. Đây, chị này là người Đài Loan, là một game designer theo mình nhớ là vậy, phải không ta? Mình không nhớ nữa mấy bạn ơi, nếu mình nói sai thì mình xin lỗi nha. Thì đây là poster. Không phải poster mà postcard bự, postcard bự. Hình rất là rõ luôn á. Này Wings Tour nè. Hồi kia này. Ô xinh nhỉ. Cái này chị làm bước xuống xinh á. Cái này có hơi mở chút xíu nè. À, chị này design đẹp ghê. Chin is water. Chị này edit hình hơi bị xinh. Nhưng mà lâu lâu edit hơi quá chút xíu, nó hơi ảo. Đây là RJ Sinbad Photocard. À, vậy là tổng cộng là 6 cái các bạn. Nó bị tắt ra. Đây là 6 photocard. Chất liệu đó, bình thường thôi. Như mọi photocard khác. Hình thì nét. Mình thấy cũng bình thường thôi. 5 photocard. Sticker. Dễ thương nhỉ. RJ. Rất là nhiều luôn. Cái này các bạn có thể gỡ ra dán luôn, không cần phải cắt. Đây là poster A3. Poster nó có hơi bị mỏng. Nó bị gấp. Nó hơi bị nhăn. Hình thì khá là ok, nhưng mà nó vẫn không quá là rõ. Tại vì khi mà nó in trên poster như vậy rồi, hình không thể nào mà rõ được hết á. Cùng là slogan. Đây. Mặt đằng sau. Đây là reflection slogan luôn á nha. Kim Sok Jin. Đây, Jin Kiss Let's Go nè. Đây là slogan đứng. Chị nổi bật về cái vụ về cái chuyện tương tác đồ, khá là chịu khó tương tác với fan. Đây là hết unboxing của mình rồi, bye bye. Hello các bạn, và mình sẽ tiếp tục với một slogan nữa. Mình cũng không nhớ tại sao tụi mình mua slogan nhiều tới như vậy. Đây là slogan của chị A Little Braver. Hồi trước mình cũng đã unbox một lần rồi, thì cái này là cái thứ hai của chị ấy. Thì mình thấy cái thứ hai này xinh hơn thứ nhất nhỉ. Xinh hơn nhiều luôn. Đây là cái quạt trong. So beautiful and precious. Xinh quá. Lần này so với lần trước thì chị sẽ làm ít đồ hơn, nhưng mà cũng là kiểu style dễ thương như chị. Đồ xinh dễ thương xong. Đây là postcard. Lần này là mình thấy chất lượng hơn lần trước à. Lần trước thực sự nói là không có chất lượng. Mình hơi không thích cái chất lượng của chị này lắm, nhưng mà lần này xinh nè. Tại thôi cũng thông cảm, tại lần đầu tiên của chị ấy làm, sau khi mở fan size rất là ngắn, thì một thời gian rất là ngắn chị đã làm good rồi, thì mình không nên nói chị ấy về việc đó. Nhưng mà lần này chị làm rất là xinh, cái bệnh này cũng xinh nữa. Nhưng mà set, cái set này thì vì ít người mua nên là khi mà tụi mình mua thì phí ship khá là đắt. Đắt lắm luôn, chứ không phải khá là đắt đâu. Đây là photocard. Không quá dày, không quá mỏng. Ý cái design giống lần trước nè. Cũng như Kim Sok Jin, cái màu y xìa như vậy luôn. Sau cái photocard. Nhưng mà lần này thì photocard chất liệu khác. Còn đây là transparent photocard. Đây. Kim Sok Jin. Và
cuối cùng là slogan. Thì slogan đây là hologram slogan chứ không phải là reflection. Mình không thích hologram cho lắm. Glitter thì mình sẽ giữ hologram với glitter thì mình sẽ thích glitter hơn. Nếu mà hologram như vậy thì có vẻ nó không có hợp với cái màu background như vậy lắm. Mà thôi không sao hết, tại vì mặt đằng trước rất là xinh. Mọi ơi xinh chưa? Màu này xinh lắm. Này, đây là hologram ngang. Ở đây cũng có ghi nè, so beautiful and precious, giống như cái slogan lần trước của chị ấy. Đi tới đây là hết unboxing của mình rồi. Tới đây là hết.